Lại nữa, thiện hiện, bậc thiện hữu của các đại Bồ Tát, nếu là người có khả năng lấy vô sở đắc làm phương tiện thì nên nói cái tướng thường vô thường của Bồ Tịnh Lự là chẳng thể nắm bắt được, nói cái tướng thường vô thường của bốn vô lượng, bốn định vô sắc là chẳng thể nắm bắt được, nói cái tướng lạc khổ của bốn tịnh lự là chẳng thể nắm bắt được, nói cái tướng lạc khổ của bốn vô lượng, bốn định vô sắc là chẳng thể nắm bắt được, nói cái tướng ngã vô ngã của bốn tịnh lự là chẳng thể nắm bắt được, nói cái tướng ngã vô ngã của bốn vô lượng, bốn định vô sắc là chẳng thể nắm bắt được, nói cái tướng tịnh bất tịnh của bốn tịnh lự là chẳng thể nắm bắt được, nói cái tướng tịnh bất tịnh của bốn vô lượng, bốn định vô sắc là chẳng thể nắm bắt được, nói cái tướng không bất không của bốn tịnh lự là chẳng thể nắm bắt được, nói cái tướng không bất không của bốn vô lượng, bốn định vô sắc là chẳng thể nắm bắt được, nói cái tướng vô tướng hữu tướng của bốn tịnh lự là chẳng thể nắm bắt được, nói cái tướng vô tướng hữu tướng của bốn vô lượng, bốn định vô sắc là chẳng thể nắm bắt được, nói cái tướng vô nguyện hữu nguyện của bốn tịnh lự là chẳng thể nắm bắt được, nói cái tướng vô nguyện hữu nguyện của bốn vô lượng, bốn định vô sắc là chẳng thể nắm bắt được, nói cái tướng tịch tịnh bất tịch tịnh của bốn tịnh lự là chẳng thể nắm bắt được, nói cái tướng tịch tịnh bất tịch tịnh của bốn vô lượng, bốn định vô sắc là chẳng thể nắm bắt được, nói cái tướng viễn ly bất viễn ly của bốn tịnh lự là chẳng thể nắm bắt được, nói cái tướng viễn ly bất viễn ly của bốn vô lượng, bốn định vô sắc là chẳng thể nắm bắt được, và khuyên theo pháp này mà siêng tu thiện căn chẳng khiến hướng đến thanh văn độc giác, mà chỉ khiến chứng đắc trí nhất thiết trí. Này thiện hiện, đó chính là thiện hữu của đại Bồ Tát. Nếu đại Bồ Tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa được sự hỗ trợ của thiện hữu này, thì nghe nói bát nhã ba la mật đa thâm sâu như vậy, mà tâm của vị ấy chẳng kinh khiếp, chẳng hãi hùng, chẳng sợ sệt. Lại nữa, thiện hiện, bậc thiện hữu của các đại Bồ Tát, nếu là người có khả năng lấy vô sở đắc làm phương tiện, thì nên nói cái tướng thường vô thường của bốn niệm trụ là chẳng thể nắm bắt được, nói cái tướng thường vô thường của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo là chẳng thể nắm bắt được, nói cái tướng lạc khổ của bốn niệm trụ là chẳng thể nắm bắt được, nói cái tướng lạc khổ của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo là chẳng thể nắm bắt được, nói cái tướng ngã vô ngã của bốn niệm trụ là chẳng thể nắm bắt được, nói cái tướng ngã vô ngã của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo là chẳng thể nắm bắt được, nói cái tướng tịnh bất tịnh của bốn niệm trụ là chẳng thể nắm bắt được, nói cái tướng tịnh bất tịnh của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo là chẳng thể nắm bắt được, nói cái tướng không bất không của bốn niệm trụ là chẳng thể nắm bắt được, nói cái tướng không bất không của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo là chẳng thể nắm bắt được, nói cái tướng vô tướng hữu tướng của bốn niệm trụ là chẳng thể nắm bắt được, nói cái tướng vô tướng hữu tướng của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo là chẳng thể nắm bắt được, nói cái tướng vô nguyện hữu nguyện của bốn niệm trụ là chẳng thể nắm bắt được, nói cái tướng vô nguyện hữu nguyện của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo là chẳng thể nắm bắt được, nói cái tướng tịch tịnh bất tịch tịnh của bốn niệm trụ là chẳng thể nắm bắt được, nói cái tướng tịch tịnh bất tịch tịnh của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo là chẳng thể nắm bắt được, nói cái tướng viễn ly bất viễn ly của bốn niệm trụ là chẳng thể nắm bắt được, nói cái tướng viễn ly của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo là chẳng thể nắm bắt được, và khuyên theo pháp này mà siêng tu thiện căn chẳng khiến hướng đến thanh văn độc giác, mà chỉ khiến chứng đắc trí nhất thiết trí. Này thiện hiện, đó chính là thiện hữu của đại Bồ Tát. Nếu đại Bồ Tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa được sự hỗ trợ của thiện hữu này, thì nghe nói bát nhã ba la mật đa thâm sâu như vậy, mà tâm của vị ấy chẳng kinh khiếp, chẳng hãi hùng, chẳng sợ sệt. Lại nữa, thiện hiện, bậc thiện hữu của các đại Bồ Tát, nếu là người có khả năng lấy vô sở đắc làm phương tiện, thì nên nói cái tướng thường vô thường của pháp môn giải thoát không là chẳng thể nắm bắt được, nói cái tướng thường vô thường của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện là chẳng thể nắm bắt được, nói cái tướng lạc khổ của pháp môn giải thoát không là chẳng thể nắm bắt được, nói cái tướng lạc khổ của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện là chẳng thể nắm bắt được,
Nói cái tướng ngã vô ngã của pháp môn giải thoát không là chẳng thể nắm bắt được. Nói cái tướng ngã vô ngã của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện là chẳng thể nắm bắt được. Nói cái tướng tịnh bất tịnh của pháp môn giải thoát không là chẳng thể nắm bắt được. Nói cái tướng tịnh bất tịnh của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện là chẳng thể nắm bắt được. Nói cái tướng không bất không của pháp môn giải thoát không là chẳng thể nắm bắt được. Nói cái tướng không bất không của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện là chẳng thể nắm bắt được. Nói cái tướng vô tướng hữu tướng của pháp môn giải thoát không là chẳng thể nắm bắt được. Nói cái tướng vô tướng hữu tướng của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện là chẳng thể nắm bắt được. Nói cái tướng vô nguyện hữu nguyện của pháp môn giải thoát không là chẳng thể nắm bắt được. Nói cái tướng vô nguyện hữu nguyện của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện là chẳng thể nắm bắt được. Nói cái tướng tịch tịnh bất tịch tịnh của pháp môn giải thoát không là chẳng thể nắm bắt được. Nói cái tướng tịch tịnh bất tịch tịnh của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện là chẳng thể nắm bắt được. Nói cái tướng viễn ly của pháp môn giải thoát không là chẳng thể nắm bắt được. Nói cái tướng viễn ly của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện là chẳng thể nắm bắt được. Và khuyên theo pháp này mà sinh tu thiện căn, chẳng khiến hướng đến thanh văn độc giác, mà chỉ khiến chứng đắc trí nhất thiết trí. Này thiện hiện, đó chính là thiện hữu của Đại Bồ Tát. Nếu Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa được sự hỗ trợ của thiện hữu này, thì nghe nói Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu như vậy, mà tâm của vị ấy chẳng kinh khiếp, chẳng hãi hùng, chẳng sợ sệt. Lại nữa thiện hiện, bậc thiện hữu của các Đại Bồ Tát, nếu là người có khả năng lấy vô sở đắc làm phương tiện, thì nên nói cái tướng thường vô thường của Bố Thí Ba La Mật Đa là chẳng thể nắm bắt được. Nói cái tướng thường vô thường của tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự Bát Nhã Ba La Mật Đa là chẳng thể nắm bắt được. Nói cái tướng lạc khổ của Bố Thí Ba La Mật Đa là chẳng thể nắm bắt được. Nói cái tướng lạc khổ của tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự Bát Nhã Ba La Mật Đa là chẳng thể nắm bắt được. Nói cái tướng ngã vô ngã của Bố Thí Ba La Mật Đa là chẳng thể nắm bắt được. Nói cái tướng ngã vô ngã của tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự Bát Nhã Ba La Mật Đa là chẳng thể nắm bắt được. Nói cái tướng tịnh bất tịnh của Bố Thí Ba La Mật Đa là chẳng thể nắm bắt được. Nói cái tướng tịnh bất tịnh của tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự Bát Nhã Ba La Mật Đa là chẳng thể nắm bắt được. Nói cái tướng không bất không của Bố Thí Ba La Mật Đa là chẳng thể nắm bắt được. Nói cái tướng không bất không của tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự Bát Nhã Ba La Mật Đa là chẳng thể nắm bắt được. Nói cái tướng vô tướng hữu tướng của Bố Thí Ba La Mật Đa là chẳng thể nắm bắt được. Nói cái tướng vô tướng hữu tướng của tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự Bát Nhã Ba La Mật Đa là chẳng thể nắm bắt được. Nói cái tướng vô nguyện hữu nguyện của Bố Thí Ba La Mật Đa là chẳng thể nắm bắt được. Nói cái tướng vô nguyện hữu nguyện của tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự Bát Nhã Ba La Mật Đa là chẳng thể nắm bắt được. Nói cái tướng tịch tịnh bất tịch tịnh của Bố Thí Ba La Mật Đa là chẳng thể nắm bắt được. Nói cái tướng tịch tịnh bất tịch tịnh của tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự Bát Nhã Ba La Mật Đa là chẳng thể nắm bắt được. Nói cái tướng viễn ly của Bố Thí Ba La Mật Đa là chẳng thể nắm bắt được. Nói cái tướng viễn ly của tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự Bát Nhã Ba La Mật Đa là chẳng thể nắm bắt được. Và khuyên theo pháp này mà siêng tu thiện căn, chẳng khiến hướng đến thanh văn độc giác, mà chỉ khiến chứng đắc trí nhất thiết trí. Này thiện hiện, đó chính là thiện hữu của Đại Bồ Tát. Nếu Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa được sự hỗ trợ của thiện hữu này, thì nghe nói Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu như vậy, mà tâm của vị ấy chẳng kinh khiếp, chẳng hãi hùng, chẳng sợ sệt. Lại nữa thiện hiện, bậc thiện hữu của các Đại Bồ Tát, nếu là người có khả năng lấy vô sở đắc làm phương tiện, thì nên nói cái tướng thường vô thường của năm loại mắt là chẳng thể nắm bắt được. Nói cái tướng thường vô thường của sáu phép thần thông là chẳng thể nắm bắt được. Nói cái tướng lạc khổ của năm loại mắt là chẳng thể nắm bắt được. Nói cái tướng lạc khổ của sáu phép thần thông là chẳng thể nắm bắt được. Nói cái tướng ngã vô ngã của năm loại mắt là chẳng thể nắm bắt được. Nói cái tướng ngã vô ngã của sáu phép thần thông là chẳng thể nắm bắt được.
Nói cái tướng tịnh bất tịnh của năm loại mắt là chẳng thể nắm bắt được. Nói cái tướng tịnh bất tịnh của sáu phép thần thông là chẳng thể nắm bắt được. Nói cái tướng không bất không của năm loại mắt là chẳng thể nắm bắt được. Nói cái tướng không bất không của sáu phép thần thông là chẳng thể nắm bắt được. Nói cái tướng vô tướng hữu tướng của năm loại mắt là chẳng thể nắm bắt được. Nói cái tướng vô tướng hữu tướng của sáu phép thần thông là chẳng thể nắm bắt được. Nói cái tướng vô nguyện hữu nguyện của năm loại mắt là chẳng thể nắm bắt được. Nói cái tướng vô nguyện hữu nguyện của sáu phép thần thông là chẳng thể nắm bắt được. Nói cái tướng tịch tịnh bất tịch tịnh của năm loại mắt là chẳng thể nắm bắt được. Nói cái tướng tịch tịnh bất tịch tịnh của sáu phép thần thông là chẳng thể nắm bắt được. Nói cái tướng viễn ly bất viễn ly của năm loại mắt là chẳng thể nắm bắt được. Nói cái tướng viễn ly của sáu phép thần thông là chẳng thể nắm bắt được. Và khuyên theo pháp này mà xin tu thiện căn, chẳng khiến hướng đến thanh văn độc giác, mà chỉ khiến chứng đắc trí nhất thiết trí. Này thiện hiện, đó chính là thiện hữu của Đại Bồ Tát. Nếu Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa được sự hỗ trợ của thiện hữu này, thì nghe nói Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu như vậy, mà tâm của vị ấy chẳng kinh khiếp, chẳng hãi hùng, chẳng sợ sệt. Lại nữa, thiện hiện, bậc thiện hữu của các Đại Bồ Tát, nếu là người có khả năng lấy vô sở đắc làm phương tiện, thì nên nói cái tướng thường vô thường của mười lực của Phật là chẳng thể nắm bắt được. Nói cái tướng thường vô thường của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng là chẳng thể nắm bắt được. Nói cái tướng lạc khổ của mười lực của Phật là chẳng thể nắm bắt được. Nói cái tướng lạc khổ của bốn điều không sợ cho đến trí nhất thiết tướng là chẳng thể nắm bắt được. Nói cái tướng ngã vô ngã của mười lực của Phật là chẳng thể nắm bắt được. Nói cái tướng ngã vô ngã của bốn điều không sợ cho đến trí nhất thiết tướng là chẳng thể nắm bắt được. Nói cái tướng tịnh bất tịnh của mười lực của Phật là chẳng thể nắm bắt được. Nói cái tướng tịnh bất tịnh của bốn điều không sợ cho đến trí nhất thiết tướng là chẳng thể nắm bắt được. Nói cái tướng không bất không của mười lực của Phật là chẳng thể nắm bắt được. Nói cái tướng không bất không của bốn điều không sợ cho đến trí nhất thiết tướng là chẳng thể nắm bắt được. Nói cái tướng vô tướng hữu tướng của mười lực của Phật là chẳng thể nắm bắt được. Nói cái tướng vô tướng hữu tướng của bốn điều không sợ cho đến trí nhất thiết tướng là chẳng thể nắm bắt được. Nói cái tướng vô nguyện hữu nguyện của mười lực của Phật là chẳng thể nắm bắt được. Nói cái tướng vô nguyện hữu nguyện của bốn điều không sợ cho đến trí nhất thiết tướng là chẳng thể nắm bắt được. Nói cái tướng tịch tịnh bất tịch tịnh của mười lực của Phật là chẳng thể nắm bắt được. Nói cái tướng tịch tịnh bất tịch tịnh của bốn điều không sợ cho đến trí nhất thiết tướng là chẳng thể nắm bắt được. Nói cái tướng viễn ly của mười lực của Phật là chẳng thể nắm bắt được. Nói cái tướng viễn ly của bốn điều không sợ cho đến trí nhất thiết tướng là chẳng thể nắm bắt được. Và khuyên theo pháp này mà siêng tu thiện căn, chẳng khiến hướng đến thanh văn độc giác, mà chỉ khiến chứng đắc trí nhất thiết trí. Này thiện hiện, đó chính là thiện hữu của Đại Bồ Tát. Nếu Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa được sự hỗ trợ của thiện hữu này, thì nghe nói Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu như vậy, mà tâm của vị ấy chẳng kinh khiếp, chẳng hãi hùng, chẳng sợ sệt. Lại nữa, thiện hiện, bậc thiện hữu của các Đại Bồ Tát, nếu là người có khả năng lấy vô sở đắc làm phương tiện, thì tuy nói tu pháp bốn tịnh lự là chẳng thể nắm bắt được, nói tu pháp bốn vô lượng, bốn định vô sắc là chẳng thể nắm bắt được, mà khuyên theo pháp này, siêng tu thiện căn, chẳng khiến hướng đến thanh văn độc giác, chỉ khiến chứng đắc trí nhất thiết trí. Này thiện hiện, đó chính là thiện hữu của Đại Bồ Tát. Nếu Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa được sự hỗ trợ của thiện hữu này, thì nghe nói Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu như vậy, mà tâm của vị ấy chẳng kinh khiếp, chẳng hãi hùng, chẳng sợ sệt. Lại nữa, thiện hiện, bậc thiện hữu của các Đại Bồ Tát, nếu là người có khả năng lấy vô sở đắc làm phương tiện, thì tuy nói tu pháp bốn niệm trụ là chẳng thể nắm bắt được, nói tu pháp bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo là chẳng thể nắm bắt được, mà khuyên y theo pháp này, siêng tu thiện căn, chẳng khiến hướng đến thanh văn độc giác, chỉ khiến chứng đắc trí nhất thiết trí. Này thiện hiện,
đó chính là thiện hữu của Đại Bồ Tát. Nếu Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa được sự hỗ trợ của thiện hữu này, thì nghe nói Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu như vậy, mà tâm của vị ấy chẳng kinh khiếp, chẳng hãi hùng, chẳng sợ sệt. Lại nữa, thiện hiện, bậc thiện hữu của các Đại Bồ Tát, nếu là người có khả năng lấy vô sở đắc làm phương tiện, thì tuy nói tu pháp môn giải thoát không là chẳng thể nắm bắt được, nói tu pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện là chẳng thể nắm bắt được, mà khuyên theo pháp này xin tu thiện căn, chẳng khiến hướng đến thanh văn độc giác, mà chỉ khiến chứng đắc trí nhất thiết trí. Này thiện hiện, đó chính là thiện hữu của Đại Bồ Tát. Nếu Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa được sự hỗ trợ của thiện hữu này, thì nghe nói Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu như vậy, mà tâm của vị ấy chẳng kinh khiếp, chẳng hãi hùng, chẳng sợ sệt. Lại nữa, thiện hiện, bậc thiện hữu của các Đại Bồ Tát, nếu là người có khả năng lấy vô sở đắc làm phương tiện, thì tuy nói tu pháp bố thí ba la mật đa là chẳng thể nắm bắt được, nói tu pháp tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa là chẳng thể nắm bắt được, mà khuyên y theo pháp này, xin tu thiện căn, chẳng khiến hướng đến thanh văn độc giác, chỉ khiến chứng đắc trí nhất thiết trí. Này thiện hiện, đó chính là thiện hữu của Đại Bồ Tát. Nếu Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa được sự hỗ trợ của thiện hữu này, thì nghe nói Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu như vậy, mà tâm của vị ấy chẳng kinh khiếp, chẳng hãi hùng, chẳng sợ sệt. Lại nữa, thiện hiện, bậc thiện hữu của các Đại Bồ Tát, nếu là người có khả năng lấy vô sở đắc làm phương tiện, thì tuy nói tu pháp năm loại mắt là chẳng thể nắm bắt được, nói tu pháp sáu phép thần thông là chẳng thể nắm bắt được, mà khuyên y theo pháp này xin tu thiện căn, chẳng khiến hướng đến thanh văn độc giác, chỉ khiến chứng đắc trí nhất thiết trí. Này thiện hiện, đó chính là thiện hữu của Đại Bồ Tát. Nếu Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa được sự hỗ trợ của thiện hữu này, thì nghe nói Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu như vậy, mà tâm của vị ấy chẳng kinh khiếp, chẳng hãi hùng, chẳng sợ sệt. Lại nữa, thiện hiện, bậc thiện hữu của các Đại Bồ Tát, nếu là người có khả năng lấy vô sở đắc làm phương tiện, thì tuy nói tu pháp mười đức của Phật là chẳng thể nắm bắt được, nói tu pháp bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng là chẳng thể nắm bắt được, mà khuyên y theo pháp này xin tu thiện căn, chẳng khiến hướng đến thanh văn độc giác, chỉ khiến chứng đắc trí nhất thiết trí. Này thiện hiện, đó chính là thiện hữu của Đại Bồ Tát. Nếu Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa được sự hỗ trợ của thiện hữu này, thì nghe nói Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu như vậy, mà tâm của vị ấy chẳng kinh khiếp, chẳng hãi hùng, chẳng sợ sệt. Lúc bấy giờ, cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa vì không có phương tiện thiện xảo, nên nghe nói Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu như vậy, tâm của vị ấy có sự kinh khiếp, có sự hãi hùng, có sự sợ sệt. Phật bảo thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa lìa tâm tương ưng trí nhất thiết trí mà tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, thì đối với sự tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa đó có cái chứng đắc, có cái nương tựa. Vì lấy cái có sở đắc làm phương tiện lìa tâm tương ưng trí nhất thiết trí mà tu hành tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí ba la mật đa, thì đối với sự tu hành tịnh lự cho đến bố thí ba la mật đa đó có cái sở đắc, có cái nương tựa, vì lấy cái có sở đắc làm phương tiện. Thiện hiện, Đại Bồ Tát như vậy, khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa không có phương tiện thiện xảo, nên nghe nói Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu như vậy, thì tâm của vị ấy có sự kinh khiếp, có sự hãi hùng, có sự sợ sệt. Thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa để tâm tương ưng trí nhất thiết trí mà tu hành bốn tịnh lự, thì đối với sự tu hành bốn tịnh lự đó có cái sở đắc, có cái nương tựa. Vì lấy cái có sở đắc làm phương tiện lìa tâm tương ưng trí nhất thiết trí mà tu hành bốn vô lượng, bốn định vô sắc, thì đối với sự tu hành bốn vô lượng, bốn định vô sắc đó có cái sở đắc, có cái nương tựa. Vì lấy cái có sở đắc làm phương tiện.
thiện hiện Đại Bồ Tát như vậy. Khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa không có phương tiện thiện xảo, nên nghe nói Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu như vậy, thì tâm của vị ấy có sự kinh khiếp, có sự hãi hùng, có sự sợ sệt. Thiện hiện nếu Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, địa tâm tương ưng trí nhất thiết trí mà tu hành bốn niệm trụ, thì đối với sự tu hành bốn niệm trụ đó có cái sở đắc, có cái nương tựa. Vì lấy cái có sở đắc làm phương tiện, địa tâm tương ưng trí nhất thiết trí mà tu hành bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, thì đối với sự tu hành bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo đó có cái sở đắc, có cái nương tựa, vì lấy cái có sở đắc làm phương tiện. Thiện hiện Đại Bồ Tát như vậy, khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa không có phương tiện thiện xảo, nên nghe nói Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu như vậy, thì tâm của vị ấy có sự kinh khiếp, có sự hãi hùng, có sự sợ sệt. Thiện hiện nếu Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, lìa tâm tương ưng trí nhất thiết trí mà tu hành pháp môn giải thoát không, thì đối với sự tu hành pháp môn giải thoát không đó có cái sở đắc, có cái nương tựa, vì lấy cái có sở đắc làm phương tiện. Lìa tâm tương ưng trí nhất thiết trí mà tu hành pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, thì đối với sự tu hành pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện đó có cái sở đắc, có cái nương tựa, vì lấy cái có sở đắc làm phương tiện. Thiện hiện Đại Bồ Tát như vậy, khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa không có phương tiện thiện xảo, nên nghe nói Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu như vậy, thì tâm của vị ấy có sự kinh khiếp, có sự hãi hùng, có sự sợ sệt. Thiện hiện nếu Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, địa tâm tương ưng trí nhất thiết trí mà tu hành năm loại mắt, thì đối với sự tu hành năm loại mắt đó có cái sở đắc, có cái nương tựa, vì lấy cái có sở đắc làm phương tiện. Địa tâm tương ưng trí nhất thiết trí mà tu hành sáu phép thần thông, thì đối với sự tu hành sáu phép thần thông đó có cái sở đắc, có cái nương tựa, vì lấy cái có sở đắc làm phương tiện. Thiện hiện Đại Bồ Tát như vậy, khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa không có phương tiện thiện xảo, nên nghe nói Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu như vậy, thì tâm của vị ấy có sự kinh khiếp, có sự hãi hùng, có sự sợ sệt. Thiện hiện nếu Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, địa tâm tương ưng trí nhất thiết trí mà tu hành mười lực của Phật, thì đối với sự tu hành mười lực của Phật đó có cái sở đắc, có cái nương tựa, vì lấy cái có sở đắc làm phương tiện. Địa tâm tương ưng trí nhất thiết trí mà tu hành bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, thì đối với sự tu hành bốn điều không sợ cho đến trí nhất thiết tướng đó có cái sở đắc, có cái nương tựa, vì lấy cái có sở đắc làm phương tiện. Thiện hiện Đại Bồ Tát như vậy, khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa không có phương tiện thiện xảo, nên nghe nói Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu như vậy, thì tâm của vị ấy có sự kinh khiếp, có sự hãi hùng, có sự sợ sệt. Thiện hiện nếu Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, địa tâm tương ưng trí nhất thiết trí mà quán cái không nội, cái không ngoại, cái không nội ngoại, cái không không, cái không lớn, cái không thắng nghĩa, cái không hữu vi, cái không vô vi, cái không rốt ráo, cái không không biên giới, cái không tàn mạn, cái không không đổi khác, cái không bổn tánh, cái không tự tướng, cái không cộng tướng, cái không tất cả pháp, cái không chẳng thể nắm bắt được, cái không không tánh, cái không tự tánh, cái không không tánh tự tánh của sắc, thì đối với sự quán cái không của sắc có cái sở đắc, có cái nương tựa, vì lấy cái có sở đắc làm phương tiện. Địa tâm tương ưng trí nhất thiết trí mà quán cái không nội cho đến cái không không tánh tự tánh của thọ tưởng hành thức, thì đối với sự quán cái không của thọ tưởng hành thức đó có cái sở đắc, có cái nương tựa, vì lấy cái có sở đắc làm phương tiện. Thiện hiện Đại Bồ Tát như vậy, khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa không có phương tiện thiện xảo, nên nghe nói Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu như vậy, thì tâm của vị ấy có sự kinh khiếp, có sự hãi hùng, có sự sợ sệt. Thiện hiện nếu Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, địa tâm tương ưng trí nhất thiết trí mà quán cái không nội cho đến cái không không tánh tự tánh của nhãn xứ, thì đối với sự quán cái không của nhãn xứ đó có cái sở đắc, có cái nương tựa, vì lấy cái có sở đắc làm phương tiện. Địa tâm tương ưng trí nhất thiết trí mà quán cái không nội cho đến cái không không tánh tự tánh
của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ, thì đối với sự quán cái không của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ đó, có cái sở đắc, có cái nương tựa, vì lấy cái có sở đắc làm phương tiện. Thiện hiện Đại Bồ Tát như vậy, khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, không có phương tiện thiện xảo, nên nghe nói Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu như vậy, thì tâm của vị ấy có sự kinh khiếp, có sự hãi hùng, có sự sợ sệt. Thiện hiện nếu Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, địa tâm tương ưng trí nhất thiết trí mà quán cái không nội cho đến cái không không tánh tự tánh của sắc xứ, thì đối với sự quán cái không của sắc xứ đó, có cái sở đắc, có cái nương tựa, vì lấy cái có sở đắc làm phương tiện, địa tâm tương ưng trí nhất thiết trí mà quán cái không nội cho đến cái không không tánh tự tánh của thanh hương vị xúc pháp xứ, thì đối với sự quán cái không của thanh hương vị xúc pháp xứ đó, có cái sở đắc, có cái nương tựa, vì lấy cái có sở đắc làm phương tiện. Thiện hiện Đại Bồ Tát như vậy, khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa không có phương tiện thiện xảo, nên nghe nói Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu như vậy, thì tâm của vị ấy có sự kinh khiếp, có sự hãi hùng, có sự sợ sệt. Thiện hiện nếu Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, địa tâm tương ưng trí nhất thiết trí mà quán cái không nội cho đến cái không không tánh tự tánh của nhãn giới, thì đối với sự quán cái không của nhãn giới đó, có cái sở đắc, có cái nương tựa, vì lấy cái có sở đắc làm phương tiện, địa tâm tương ưng trí nhất thiết trí mà quán cái không nội cho đến cái không không tánh tự tánh của sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, thì đối với sự quán cái không của sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra đó, có cái sở đắc, có cái nương tựa, vì lấy cái có sở đắc làm phương tiện. Thiện hiện Đại Bồ Tát như vậy, khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa không có phương tiện thiện xảo, nên nghe nói Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu như vậy, thì tâm của vị ấy có sự kinh khiếp, có sự hãi hùng, có sự sợ sệt. Thiện hiện nếu Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, địa tâm tương ưng trí nhất thiết trí mà quán cái không nội cho đến cái không không tánh tự tánh của nhĩ giới, thì đối với sự quán cái không của nhĩ giới đó, có cái sở đắc, có cái nương tựa, vì lấy cái có sở đắc làm phương tiện, địa tâm tương ưng trí nhất thiết trí mà quán cái không nội cho đến cái không không tánh tự tánh của thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra, thì đối với sự quán cái không của thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra đó, có cái sở đắc, có cái nương tựa, vì lấy cái có sở đắc làm phương tiện. Thiện hiện Đại Bồ Tát như vậy, khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa không có phương tiện thiện xảo, nên nghe nói Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu như vậy, thì tâm của vị ấy có sự kinh khiếp, có sự hãi hùng, có sự sợ sệt. Thiện hiện nếu Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, địa tâm tương ưng trí nhất thiết trí mà quán cái không nội cho đến cái không không tánh tự tánh của tỷ giới, thì đối với sự quán cái không của tỷ giới đó, có cái sở đắc, có cái nương tựa, vì lấy cái có sở đắc làm phương tiện, địa tâm tương ưng trí nhất thiết trí mà quán cái không nội cho đến cái không không tánh tự tánh của hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra, thì đối với sự quán cái không của hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra đó, có cái sở đắc, có cái nương tựa, vì lấy cái có sở đắc làm phương tiện. Thiện hiện Đại Bồ Tát như vậy, khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa không có phương tiện thiện xảo, nên nghe nói Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu như vậy, thì tâm của vị ấy có sự kinh khiếp, có sự hãi hùng, có sự sợ sệt. Thiện hiện nếu Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, thì tâm tương ưng trí nhất thiết trí mà quán cái không nội cho đến cái không không tánh tự tánh của thiệt giới, thì đối với sự quán cái không của thiệt giới đó, có cái sở đắc, có cái nương tựa, vì lấy cái có sở đắc làm phương tiện, để tâm tương ưng trí nhất thiết trí mà quán cái không nội cho đến cái không không tánh tự tánh của vị giới, thiệt giới,